đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Và ngày hôm nay chương trình của chúng ta có chủ đề là ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Và thực đơn ngày hôm nay là mực. Hôm nay em nghĩ là anh Nhân có rau mực, vậy chắc là mình sẽ có rau mực xào. Không không, hôm nay anh sẽ làm một món canh từ rau mực. Canh hả anh? Cho thực đơn tuần này đó. Dạ, rất là hay, em đã sẵn sàng vào bếp để phụ anh Nhân rồi. Anh Nhân bật mí tên của món ăn đi. Món ăn ngày hôm nay có tên là canh rau mực nấu ngót. Nguyên liệu để thực hiện món ngày hôm nay gồm có 300g đầu mực lá, 100g nấm kim châm, ớt hiểm 2 trái, cần tàu, hành lá, cà chua, các gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sẽ cắt cái phần mực này ra nè. Nhưng mà cái quan trọng nè, Hoàng Nhân sẽ hướng dẫn cho quý khán giả cái cách chúng ta lựa đầu mực sao cho ngon. Quan trọng nhất là phần đầu mực nó phải cứng và có cái độ trong. Da thì phải nguyên vẹn nè, và màu sắc thì tươi sáng mà mực ngon. Cái phần mực á thì mình sẽ cắt vừa miếng như thế này nè. Dạ, miếng vừa ăn ha. Mình sẽ ướp vào trong này nửa muỗng canh nước mắm, một ít tiêu nè, nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Em sẽ để trong vòng 5 phút để cho cái phần rau mực này nó thấm đều gia vị nha. Bởi vì mình phải làm món này trong tích tắc mà. Do đó em nghĩ là chúng ta phải bắt một nồi nước lên để nấu canh. Minh Châu nè, ngày hôm nay em có thấy là lạ anh sử dụng nấm kim châm không? Chắc là anh Nhân biết em thích ăn nấm nên cho nấm phải không? Không phải, nó phải hợp nữa kìa. Dạ. Mục đích để bỏ cái phần nấm kim châm vô giúp cho cái món ăn của mình sẽ thanh ngọt hơn. Thanh ngọt hơn hả? Hồi đó tới giờ em chỉ nghĩ đến việc là có nấm kim châm thì ngon hơn thôi. Em không có nghĩ được sâu xa như vậy. Cảm ơn anh Nhân nha. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sử dụng nấm kim châm trong món canh rau mực nấu ngót để giúp cho món canh được thanh ngọt hơn. Em giúp giùm anh nè. Mình sẽ tách ra, mình tách ra miếng. Vừa ăn anh Nhân ha. Đúng rồi. Dạ. Tiếp theo nè, mình có cái phần hành lá. Phần hành lá này em sẽ để cái phần đầu hành nè. Anh đặt ra, rồi băm mình băm nhuyễn. Dạ. Phần cọng như thế này người ta cắt khúc nè. Mình sẽ cắt cái phần cần tàu này luôn nè em. Em cũng cắt khúc luôn. Cắt khúc cần tàu luôn. Rồi. Ớt hiểm đập dập. Đúng rồi. Anh Nhân thấy giờ này trình độ em lên cao không? Chỉ cần anh Nhân cầm một nguyên liệu lên thôi là em biết anh Nhân sẽ làm gì luôn á. Mình có 3 trái cà chua nè. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng 2 trái. Mình sẽ cắt múi câu. Cà chua này mình sẽ cắt hạt lựu nè. Anh sẽ có một cái chảo cho dầu ăn vô. Rồi, anh sẽ cho hết phần cà chua cắt hạt lựu vào nè. Dạ. Chúng ta sẽ cho vào trong cái phần cà chua cắt hạt lựu này 1 muỗng cà phê đường và 1/3 muỗng cà phê muối. Chúng ta sẽ phải xào cho nó có màu sắc một tí. Mình mới bỏ trút vào trong nồi em nhé. Rồi mở nắp ra cho anh. Bắt bếp trước nha. Dạ. Rồi, như vậy là món nước dùng của chúng ta có màu đỏ đẹp rồi. Vẫn dùng cái chảo này, mình cho tiếp dầu ăn vô. Tiếp theo nè, mình cho cái phần đầu hành băm lúc nãy bỏ vô mình phi. Sau đó mình sẽ cho các phần đầu mực và mình xào sang lại. Và 2 trái ớt hiểm nữa. Như vậy thì món mực sẽ rất là đậm đà mà còn có mùi thơm và vị cay nhẹ nữa. Quý vị khán giả lưu ý, chúng ta sẽ xào phần đầu mực trước, như vậy sẽ làm cho món canh chúng ta không bị tanh và sẽ thơm ngon hơn. Sau đó mình trút hết phần đầu mực đã xào vô. Rồi, đậy nắp lại. Em sẽ bắt cái nồi sang đây cho anh Nhân tiện tay thao tác nha. Cảm ơn em. Bây giờ nước sôi rồi, anh sẽ mở nắp ra. Mình sẽ cho cà chua vô, cho nấm kim châm vào. Chúng ta nấu cái hỗn hợp này trong vòng 2 phút để cho phần nấm và phần cà chua ra chất ngọt. Mình sẽ cho vào trong này 2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto và 1 muỗng cà phê hạt nêm Ajingon. Mình cho 1 muỗng canh nước mắm vô. Tắt bếp cho anh. Dạ, tắt bếp. Rồi, bây giờ mình sẽ cho hết cái phần cần tàu và hành lá nè, cắt khúc. Rồi, hấp dẫn quá. Đây. Đó. Nước vô nè. Phần ớt mình bỏ vô cho nó thêm sinh động em nha. Dạ. Nhìn hấp dẫn quá. Rồi bây giờ anh sẽ mời Minh Châu thử nè. Có mực nè, có cà, có nấm nè. Dạ. Rồi anh mời em thử nha. Em cảm ơn anh Nhân.
khói bốc nghi ngút thơm lừng luôn vậy đó. Nhưng mà cái mùi mà em cảm nhận rõ nhất là cái mùi nước mắm cuối cùng mà anh Nhân dậm vào đó, rất là thơm. Bây giờ em sẽ thử nha, em thử một miếng mực nào. Mực rất là giòn mà không hề bị tăm mực chút nào luôn á. Để em thử xem là nước canh có đậm đà không nha. Nước canh đậm thơm mà cái mùi thơm á không lẫn vào đâu được. Đây chính là mùi thơm đặc trưng của món ngót, bởi vì đó là mùi thơm của cần nè, và mùi thơm của hành, và bên cạnh đó là mùi thơm của cà chua cũng như là mực thì rất là tươi ngon, vẫn còn giữ được độ giòn đó anh Nhân. Ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Cảm ơn anh Nhân ngày hôm nay đã đến và đem một món rất ngon từ rau mực để giới thiệu với quý vị khán giả. Và quý vị nhớ đừng quên đón theo dõi những chương trình món ngon mỗi ngày tiếp theo để hoàn thiện thực đơn của tuần này quý vị nhé. Và cũng đừng quên đóng góp ý kiến để cho chương trình ngày một hay hơn, hấp dẫn hơn và trở thành người bạn thân thiết hơn với tất cả các bà nội trợ thông qua hai cách rất quen thuộc, đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083 823 7557. Còn bây giờ thì mến chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.